em đang test cái nồi áp suất cho khách nha mọi người. Đó, cái nồi rất là đẹp. Thì cái hơi nước nó đã trong nồi nó đã rất là sôi rồi ha, cái hơi nó ra bớt một mớ ở trong nồi này đây nè. Thì khi mà nồi áp suất thì nồi nào nó cũng phải có cái hơi thoát hơi ra chút xíu để nó giảm áp trong nồi ra nha mọi người. Cái hơi trong nồi nó đã rất nhiều, em để em tắt lửa, em tắt bếp, em sẽ xả hơi cho mọi người xem nha. Tắt bếp đó, bây giờ trước khi mình mở nắp ra thì mình phải xả cái hơi trong nắp trong nồi ra để mình mới mở nắp ra được nha mọi người. Đây, xả hơi thì mình bật cái nút này qua nha. Mình để cho nó hết hơi trong nồi mình hả mở nắp ra nha mọi người, đừng có hơi còn trong nồi mà mình mở nắp thì nó nguy hiểm lắm ha. Đó, cái hơi trong nồi nó hết thì cái nút đỏ này nó sẽ thụt xuống nha, nó hết áp trong nồi rồi thì lúc này mình có thể mình mở cái nắp ra được rồi nha. Đó, mình chỉ việc mở như thế này thôi, rất là dễ, nồi áp suất pháp nó rất là tiện lợi, cái là mình mở nắp nó rất là dễ ha. Đây,